Haaland bật chế độ hủy diệt làm Manchester United lạnh gáy. Một Erling Haaland, năm sau, đã trở lại để ghi tới 5 bàn vào lưới Luton và Man City hủy diệt đối thủ tới 6-2 ngay trên sân của đối phương ở vòng 5 FA Cup 2023-24. Hẳn là Manchester United đang phải run rẩy, lạnh gáy khi chứng kiến cổ máy ghi bàn người Na Uy bật chế độ hủy diệt. Luton đã không thể chuẩn bị sẵn kịch bản tốt nhất để đón tiếp Man City nói chung và Haaland nói riêng trên sân nhà Kenilworth Road ở vòng 5 FA Cup 2023-24. Và sau khi kết thúc trận đấu, dẫu Luton thua như một set tennis, huấn luyện viên Rob Edwards nhấn mạnh rằng ông vẫn rất tự hào về các học trò. Tại sao? Chúng tôi sẽ không thay đổi vì chúng tôi đã thi đấu rất tốt, tấn công mạch lạc nhưng không thể có được một kết quả tốt hơn vì chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng quá xuất sắc. Họ xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Các học trò của tôi đã cố gắng hết sức, đã dũng cảm, đã chiến đấu như những gì tôi đã yêu cầu. Tôi tự hào về họ, nhà cầm quân 41 tuổi nhấn mạnh sau trận đấu. Xin chào Manchester United, Haaland đến đây. Luton không thua cũng phải thua khi chỉ cần 3 phút. Haaland đã ghi bàn mở tỷ số cho The Citizen, chỉ cần 40 phút để anh lập một hat-trick và cả trận là một cú smashing khiến người ta có cảm giác anh đang giao lưu với một đội U10 trong công viên vậy. Đồng thời qua đó một lần nữa biến chủ nhà Luton thành một cái rổ đựng bóng trong một trận đấu mà đáng ra không nên xuất hiện tại vòng 5 FA Cup. Chỉ sau 7 cú sút trúng đích, Haaland đã có tới 5 bàn vào lưới Luton. Thậm chí tiền đạo Man City còn bỏ lỡ hai cơ hội khác. Những gì Haaland trình diễn tại Luton không khác nào một cỗ máy hủy diệt. Cặp song sát Haaland, Kevin De Bruyne cũng chính thức kích hoạt trở lại khi tiền vệ người bị kiến tạo 4 bàn cho chân sút người Na Uy. Haaland từng lập cú bàn tay nhỏ trong vòng 57 phút trước Leipzig ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước và thời gian gần đây phong độ của anh không thực sự tốt. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy vẫn cho thất khát khao ghi bàn của anh là không có điểm dừng. Haaland có cú smashing thứ hai cho Man City. Haaland hiện có 27 bàn thắng sau 30 trận cho Man City trên mọi đấu trường mùa này sau khi đã ghi 52 bàn 153 trận mùa trước. Những con số thống kê khủng khiếp ấy không chỉ khiến các đồng đội của anh tự hào, mà còn làm tan chảy cả trái tim của những cầu thủ đối phương và cổ động viên của họ. Đã có những tràng pháo tay vang dội từ cổ động viên Luton dành cho Haaland khi anh rời sân ở phút thứ 77. Có lẽ, nếu thi đấu đến hết trận, biết đâu Haaland lại chẳng sang bằng được kỷ lục của George Best, thậm chí là vượt qua kỷ lục của ông. Huyền thoại Manchester United là cầu thủ gần nhất ghi được 6 bàn thắng cho một đội bóng hàng đầu trong chiến thắng 8-2 của Manchester United trước Northampton năm 1970. Tôi còn biết nói gì nữa đây? Erling đang bùng cháy. Kevin thì kết nối thật hoàn hảo. Có rất nhiều khoảng trống ở phía sau. Erling cần một cầu thủ như Kevin, còn Kevin cần sự di chuyển của Erling. Ngoài ra, toàn đội cũng đều xuất sắc ở trận này. Pep Guardiola khen ngợi các học trò, đặc biệt là song sát Haaland, De Bruyne. Phong độ này của Haaland là thông điệp chết chóc gửi tới Manchester United ở Derby Manchester vào chủ nhật này. Nên nhớ tiền đạo người Na Uy hiện cũng giữ kỷ lục tay săn bàn tốt nhất tại Derby Manchester trong số các cầu thủ còn thi đấu. Anh đã ghi 5 bàn, thực hiện 3 kiến tạo sau 3 lần gặp Manchester United tại Premier League. Haaland khủng khiếp tới thế nào? Tiền đạo người Na Uy đã ghi 79 bàn trong 83 trận đấu cho Man City trên mọi đấu trường kể từ khi anh đặt chân đến sân Etihad. Con số này nhiều hơn ít nhất 30 bàn so với bất cứ cầu thủ nào đang chơi bóng tại Premier League trong cùng thời kỳ khi Mohamed Salah xếp thứ hai. Cũng chỉ có 49 bàn sau 83 trận đầu tiên cho Liverpool.